mấy các bạn nghe tiếng kẹt 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 ha. À, cái tiếng đó là cái tiếng giữa hai cái nhông trong cái bộ beo á, nó không có khớp với nhau, nó bị trật trật đó. Rồi máy báo lỗi 672 nè các bạn nha. Thì 672 á thì cái 672 á thì cái nguyên nhân á, chủ yếu là mình tập trung vào trong cái RAM. Nên là mình coi thử là có cái RAM nào nó bị hư không, dù lúc cái RAM bị hư thì nó sẽ báo lỗi. Thường là báo lỗi 672 nè. Khi mà cái lệnh 672 này nó xuất hiện á, thì các bạn có thể là mở cái nắp phía sau ra. Và sau ra đây nè. Đây. Đây là bộ phận sau máy ha. Đây. Sau khi mình tháo hết ha, mình tháo hết ra thì đây là cái hộp box của nó nè, bao gồm nó chứa cái ổ cứng nè, thanh RAM nè. Cái ổ cứng là thanh RAM nè. Cái đây là con châm pin. Đây là con châm pin này. Bạn thấy con châm pin không? Đó, mình gọi là con châm pin. Con này nó lưu trữ cái bộ nhớ tất cả các cài đặt của máy á. Sẽ có một cái thời gian nó con châm pin sẽ hết. Giống như nó hết thời gian sử dụng gì đó. Thì trên màn hình của các bạn tự nhiên một ngày các bạn bật lên á, thì các bạn sẽ thấy là nó các thông số về mặc định của cái máy hết. Là do nó hết con này. Các bạn sẽ mua về xong các bạn thay. À. Thì khi các bạn thay vào á, thì ở trên đây nó có cái nút khuyết nè. Các bạn thấy nè. À, các bạn thấy cái dấu khuyết không? Dấu khuyết nhỏ như này. Tức là cái dấu khuyết này nó quay lên phía trên. Thì các bạn lắp đúng như vậy á, thì nó mới được nha. Còn nếu không á, là nó sẽ bị lỗi. Và khi á, các bạn lấy cái vít á, các bạn lắc nhẹ này, mày nhẹ ra thôi nha. Các bạn làm nhẹ thôi, ở đây nó có một cái dãy chân. Hai bên hai dãy chân nó bám vào trong cái men này nè. À, đây là con châm pin. Còn bây giờ cái lỗi 672 thì mình tập trung mình xử lý hai con RAM này. Thì bây giờ một là các bạn lấy ra, các bạn vệ sinh. Vệ sinh nó cho sạch sẽ, vệ sinh hai cái khe này. Rồi các bạn bỏ vào. Nếu nó còn báo lỗi 672 nữa thì các bạn lấy ra từng con các bạn thử ha. Các bạn lấy ra từng con các bạn thử. Bây giờ mình lấy cái con này ở dưới này nè. Các bạn trong đây nó có hai cái nút màu xanh này nè, các bạn đẩy nhẹ ra thì cái thanh RAM nó sẽ ra nè ha. Đây nè. Đây là cái thanh RAM. Thanh RAM của nó là 128 MB. Ha, 128 MB. Rồi bây giờ mình tháo thử một cây này ra nha. Rồi mình sẽ coi thử có phải là do RAM hay không. Tập trung là thường lỗi 672 là các bạn cứ tập trung vào trong cái bộ cái hai thanh RAM này nha. Đối với cái dòng máy 2015 này nè các bạn. Rồi sau khi tháo ra mình bắt đầu mình thử bật máy lên lại coi thử nó báo lỗi gì nữa. Thông thường thì nó cứ báo lỗi 672 rồi 990. Thì đôi khi nhiều lúc nó xuất hiện lỗi 990 là các bạn hay lên mạng các bạn coi thì nó hướng dẫn các bạn xóa cái lệnh 5801 đó. Thì nó sẽ về lại. Khi mà các bạn xóa cái lệnh đó thì nó về lại tất cả các mặc định ban đầu của máy hết. Đây, bây giờ nó lại báo 990 rồi các bạn thấy không? À, báo 990. Rồi bây giờ mình sẽ xử lý nó cái đó. Đây, cái lỗi hồi nãy 672 xong qua 990. Thì hôm qua mình có gọi điện cho anh Hiếu để nhờ anh tư vấn về cái cách sửa lỗi này. Thì anh kêu là bây giờ mình tháo cái thẻ nhớ trong cái này ra nè. Cái thẻ của trong này ra thì nó nằm ở phía sau hộp box. Các bạn mở cái nắp máy ra xong ha. Các bạn sẽ thấy nó nằm ở phía sau hộp box này, nó có một ốc nè. Thì người ta dặn này ra mình lấy. Anh kêu là rút cái thẻ ra rồi sau đó mình sẽ thử rồi coi biết là nó lỗi cái gì á. Bây giờ mình làm thử, đây là lần đầu tiên mình làm luôn. Hôm qua mình có điện cho ảnh rồi. Thì ảnh nhờ anh tư vấn, còn nếu không được đây. Ở trong này nó có một cái thẻ nè các bạn. À, các bạn nhấn ra, đây lấy cái thẻ cạc này ra nè. Đây các bạn thấy không? Đây lấy một cái thẻ này ra. Đây là lần đầu tiên mình mới biết mở cái thẻ này, chứ lúc trước thì ảnh nghe nói ảnh mở cái thẻ mà mình không biết. Ở trên này nó có ghi gì nè. Printer scan, à tức là cái kẹt này giống kẹt in á, cái thẻ này thẻ in nè của máy 2075 ha. Đây các bạn thấy không, đây cái thẻ này. Em thiếu chút anh kêu rút cái này ra, đây là đầu tiên mình mới biết mở này. Đợt trước anh có nói rồi mà mình không biết mở đường nào hết, nên là hôm qua anh điện xong anh chụp cái hình lại, mình bây giờ mình mới biết mở. Rồi bây giờ mình bật máy lên lại nha. Đây, bật máy lên lại coi. Đôi khi máy móc mà chạy là có thể là sửa cả ngày hoặc 2 ngày á. Đôi khi mà máy móc mà nó trục trặc là nhìn nó quái lắm. Rồi bây giờ các bạn thấy là bây giờ các bạn thấy là mình khi mình mở cái thẻ ra cái là nó khởi động được nè.
này mình khởi động lại nữa nè cho các bạn coi. Các bạn nãy thấy là báo lỗi SC990 đúng không? Bây giờ tháo nãy tháo cái thẻ đúng không? Bây giờ các bạn biết vị trí tháo thẻ rồi, các bạn tháo ra các bạn thử. Đây. Khởi động lên là được rồi nè các bạn. Chứ nó không báo lỗi nữa ha. Rồi hồi nãy mình tháo một cái thanh ram ra. Được chưa? Bây giờ mình sẽ để mình tháo cái thẻ thì mình để hai cái thanh ram vô lại coi thử nè. Nó sẽ như thế nào nha. Một lần mình làm thì phải thử hết cho nó kỹ chút. Rồi bây giờ mình bỏ vô cái thanh ram này vô lại để mình coi thử là nó có phải là bị thanh ram hay không nè. Hồi nãy mình rút ra thì nó chưa rút thẻ ra. Bây giờ mình coi nha. Đây. Đây bây giờ mình bỏ vô hai thanh ram này nha. Đó. Rồi qua khởi động lại máy coi thử như thế nào. Lý quá trời. Rồi 6B2. Các bạn thấy không? 6B2 bỏ vô cái thanh kia vào thì là có hai. Là chứng tỏ cái thanh ở dưới nó bị hư nè các bạn. Ha, chứng tỏ thanh ở dưới nó bị hư. Rồi. Bây giờ mình tháo giục luôn cái thanh kia. Rồi mua cái thanh khác thay vào. Rồi bây giờ tháo cái thanh này, coi như thanh này là đã đi đứt rồi các bạn nè. Thông thường mình mua mấy cái thanh này mình hay đặt hàng ở trong anh Hiếu tại vì ảnh là thợ mà. Ảnh làm tại công ty, ảnh chuyên mua bán này thì ảnh sẽ có những cái loại máy cũ. Thì những cái dòng này thường thường kiếm hiếm lắm, các bạn thấy bây giờ ai đâu xài được cái RAM mà 128 đúng không? Chỉ có những cái máy này thôi. Những cái máy photo này ta còn xài thôi. Còn các bạn bây giờ các bạn mà ra mấy cái tiệm vi tính các bạn hỏi những cầm cái thanh RAM mà ra kiếm cũng hơi bị khó luôn. Yeah. Rồi. Đây sau khi mình tháo cái thẻ này ra, mình thử thì khi các bạn mà gặp cái lỗi 672 á với lại 990 á thì các bạn nên tháo cái thẻ này ra nè. Cái này là cái phần tư vấn của anh Hiếu á, anh chỉ là tháo cái thẻ này ra. Sau đó mình sẽ lấy ra mình lao hang ram này. Lao trong cái khe ram. Hang ram hồi nãy mình có quan sát cho các bạn coi đó. Các bạn tháo ra các bạn vệ sinh cái chân ram. Rồi sau đó các bạn gắn vào. Nếu mà nó còn báo lỗi nữa, 62 nữa thì các bạn lấy ra một con. Lấy ra một thanh đi, rồi chúng ta sẽ gắn cái thanh kia vô thử coi thử là nó có bị nữa hay không. Chúng ta sẽ đổi hai ram lại chúng ta thử. Thì nếu với cái tình trạng đó mà nó báo liên tục thì chắc trong đó nó sẽ có một con nó bị hư, hoặc có thể là hai con bị hư cũng có. Thì mình nghĩ đây là ở đây cái máy mình như các bạn thấy hồi nãy đó là nó bị hư một con một ram này, do đó mình đã tháo cái thẻ ra mình thử thì nó sẽ khi mà mình khởi động thì nó sẽ không còn báo nữa. Do đó mình sẽ tháo cái thẻ kia ra mình bỏ luôn và mình sẽ sử dụng một cái thẻ này thôi. Và sau khi mình thử xong thì mình gắn cái thẻ này vào. Thì cái thẻ này gắn vào thì ở cái mặt cái chữ các bạn đưa ra ngoài, các bạn đẩy vào cái kia nãy á. Các bạn đẩy lại thôi. Các bạn nhớ là 672 thì các bạn nghĩ tới ram, hai thanh ram hoặc có thể là cũng bị ổ cứng. Còn 990 tức là nó giống như là cái sự tương đồng giữa cái men với nhau á. Là cái máy này mình thay men trước. Mình mới cái máy này đợt trước nó bị nổ cái men á thì mình có thay vào, mình sợ là trong những cái men nó liên hệ với nhau á nó sẽ không đồng nhất thì thường nó hay báo lỗi 690. Và 990 xin lỗi các bạn, 990. Vừa nãy mình tháo cái thẻ này ra. Mình sử dụng một con RAM. Sử dụng một con RAM này mà mình không tháo cái thẻ ra thì khi mà con RAM báo lỗi 672 xong thì nó sẽ chuyển qua báo lỗi 990. Do đó bắt buộc mình sẽ tháo cái thẻ này ra. Để mình thử. Và sau khi mình tháo cái thẻ này ra mình thử thì nó sẽ khởi động mà nó sẽ không báo lỗi 990 luôn. Và sau khi mình thử xong hết rồi thì bây giờ mình sẽ gắn cái thẻ này vào. Mình gắn cái thẻ này vào và mình bật máy lên thì nó vẫn hoạt động bình thường. Hai cái lỗi đó thì các bạn nên tập trung về cái bộ phận này thì nó nhiều nhất nha. Các bạn đừng bao giờ mà thấy 990 mà các bạn xóa cái lệnh 5801 thì tất cả các màn hình
các cái chức năng trên màn hình nó sẽ trở về cái thông số mặc định của cái máy của cái nhà sản xuất. Do đó là các bạn phải làm thêm một bước nữa là cài lại các chức năng đó theo cái mặc định, để theo cái mình, theo chức năng để mình sử dụng photo cho nó được dễ. Rồi, video của mình tới đây là kết thúc ha. Hy vọng là các bạn qua video này các bạn có thể xử lý được cái lỗi 672 hoặc là 990. Trước tiên cũng cảm ơn anh Hiếu đã hướng dẫn kỹ thuật cho mình. Tại vì đây là lần đầu tiên mình cũng sử dụng, mình làm theo hướng dẫn của anh Hiếu. Mình điện thoại lên cho anh thì anh hướng dẫn qua điện thoại. Rồi sau đó mình thực hiện. Ở video này mình rất cảm ơn Hiếu đã chỉ cho mình về cái cách tháo thẻ này. Đây là lần đầu tiên các bạn biết. Hồi xưa mình đâu có nghĩ là trong cái máy này nó có một cái thẻ như vậy. Nhưng mà sau này cái ảnh sẽ chỉ, ảnh chỉ cho mình, mình đã biết và ảnh chỉ cách tháo luôn. Chứ nhiều lúc nói cái thẻ mà nó nằm ở trong đây thì mình cũng không biết là cái thẻ nằm chỗ nào ha. Rồi hy vọng là cái video này sẽ giúp ích được rất nhiều cho các bạn. Nếu các bạn thấy video hay thì các bạn hãy bấm một like nha. Để ủng hộ tinh thần mình để mình ra nhiều cái video sau hơn. Còn đối với các bạn mà mới, các bạn mới mà ghé vào kênh Bado Optical thì các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng quả chuông để nhận những cái thông báo mà mình đăng video mới lên. Còn nếu các bạn muốn mua, muốn hệ với anh Hiếu mua máy hoặc là mua những cái vật tư linh kiện máy ô tô thì các bạn hãy bấm vào số 0967 696 697 thì anh Hiếu sẽ tư vấn và anh Hiếu sẽ cung cấp cho tất cả các bạn. Nếu các bạn yêu thích anh Hiếu, yêu thích kênh mình thì hãy ủng hộ. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau nha. Bye bye các bạn.